là dự án trọng điểm khi triển khai sẽ tạo động lực mới phát triển vùng đất phía Tây Bắc của thành phố, nên dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Làng Vân tại phường Hội Bắc, quận Liên Chiểu được thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt. Trên tinh thần này, quận Liên Chiểu đã tích cực phối hợp với các ngành liên quan, đẩy nhanh việc giải phóng mặt bằng để dự án sớm khởi công xây dựng. Nằm ở khu vực Suối Lương, khu đất nhà ông Phạm Văn Tây có diện tích hơn 8 hectare, thuộc diện giải tỏa thực hiện dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Làng Vân. Qua công tác tuyên truyền của địa phương, ông Tây đồng tình với chủ trương giải tỏa thực hiện dự án. Những ngày qua, ông đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành đo đạc đất, nhà cửa và kiểm đếm vật kiến trúc. Triển khai cái dự án khu lịch sinh thái Làng Vân, thì gia đình chúng ta là nhất trí, không có chống đối theo cái chủ trương của nhà nước. Mà điểm thứ hai là cái nguyện vọng của tất cả các hộ dân của khu vực Suối Lương chúng tôi là mong sao có một cuộc họp chung để mà giữa nhà đầu tư và quận thành phố để có một tiếng nói chung để với là dân để cho hợp tình hợp lý để mà bắt đầu triển khai. Từ cuối năm 2021 đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn, bất lợi do thời tiết, dịch bệnh, nhưng lực lượng chức năng của phường Hòa Hiệp Bắc và quận Liên Chiểu đã khẩn trương tiến hành đo đạc, kiểm định nhà cửa các hộ dân, cũng như kiểm đếm diện tích đất rừng thuộc giai đoạn 2, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Làng Vân. Đến nay đã kiểm đếm được 275 hồ sơ và hoàn thành việc kê khai, kiểm đếm 2.800 ngôi mộ trong vùng dự án. Dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, thì chúng tôi cũng đã triển khai các cái bước lồng ghép vừa công tác vận động như đồng thời cũng tổ chức và đo đạc. Đối với các hộ dân mà đồng ý thì chúng tôi sẽ thực hiện cái việc là vào đo đạc. Còn đối với các hộ dân còn có những vướng mắc, còn những trở ngại thì chúng tôi cũng đã tiếp cận và vận động. Và mục tiêu thì làm thế nào đó tạo sự hài hòa để thực hiện cái dự án nó đảm bảo theo đúng cái tiến độ của thành phố giao. Đối với đại dự án Làng Vân thì giai đoạn 1 sẽ thực hiện bàn giao cái mặt bằng trước 31/3. Còn giai đoạn 2 thì trước 31/5. Đối với lại các cái thủ tục thì hiện nay quận cũng đang tiến hành các cái thủ tục về công tác giải tỏa đền bù đúng theo quy định. Đối với lại cái thông báo thì quận cũng đã có cái gửi thông báo đến hiện nay đã là lần thứ 3 cho người dân để thực hiện đo đạc. Theo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, giai đoạn 1 địa phương đã giải phóng xong mặt bằng hơn 620 hectare với gần 1.130 hồ sơ. Với giai đoạn 2, công tác đo đạc kiểm đếm đang được tiến hành khẩn trương. Các trường hợp còn vướng mắc được địa phương tiếp tục từng bước tháo gỡ, tạo sự đồng thuận để các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng. Từ cuối năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã quyết định thành lập tổ hỗ trợ để nhanh tiến độ dự án, đồng thời quyết tâm giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc để sớm khởi công dự án, tạo động lực phát triển mới trong giai đoạn hậu COVID-19.